Để anh Chào anh Tân Minh Ngọc, tối nay có lạnh lắm không mà thấy anh mặc áo ấm dịu vậy? Dạ lạnh lắm anh, bữa nay gió trời trở lạnh. Ờ vâng, thấy thay đổi thời tiết. Thấy tối nay giá buốt quá, lạnh lẽo đúng quá. Rồi. Thưa anh Tân Minh Ngọc. Dạ. Anh Tân Minh Ngọc nghĩ sao khi có một người đẹp tên là Thùy Dương TV ở tận bên Na Uy châu Âu livestream nói anh Tân Minh Ngọc là Việt kiều đen xin gửi tiền về cho gái. Theo anh điều đó đúng hay sai? Xin anh Tân Minh Ngọc giải thích cho tất cả mọi người hiểu rõ. Mời anh. Good evening. Chào quý vị bạn bè năm châu bốn biển, nước Mỹ, Việt Nam và tất cả bạn bè người Việt sống ly hương. Một lời cầu chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc, làm ăn có tiền, tiền vô như nước. Thưa quý vị, tôi muốn nói lên đây một sự thật. Có một số người, chẳng hạn như là cô Thùy Dương TV, cô này nói láo nói sượt, cô này là ngậm máu phun người, cô này làm nhục người ta, cô không biết tôi là ai. My name American Eagle là đại bàng của Hoa Kỳ, thần ứng của Mỹ Quốc. Tao có thể nào mà nhà ngươi nói là tao homeless? Nếu mà tao homeless á, nhà ngươi cũng chết đói, cha mẹ của ngươi cũng chết đói. Tao có tài, tao có trí, tao có sức khỏe, tao làm ăn, tao làm ông chủ đó. Thật cái con Thùy Dương khốn nạn, mày không biết mày là ai, mày ở đâu góc bò tó nào chung ra vậy? Mày thứ loại chăn bò chăn trâu, dốt nát, ra xứ nước ngoài, ra nước ngoài rồi mà đầu óc con ngươi còn ngu ngốc chành cứu hết vậy? Thùy Dương TV, ở đời ta nói biết người biết ta, trăm tặng trăm thắng. Con người nhà ngươi đó ngậm máu phun người ngầu đó mà rồi rung đùi và nói láo nói sượt, nhà ngươi vô đạo đức mất dạy, các cha sanh có mẹ dạy, nhà ngươi đã phạm pháp đó. Những gì mà ngươi nói láo đó, ngươi ở Mỹ đây ta đưa mi ra tòa, thân tàn ma dại là ngươi đó. Ngươi làm nhục người khác vô cớ sự. Ở đời con người đều có quyền sống, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, không có ai có quyền xâm phạm cuộc đời của người ta mà chẳng những không có gì á, mà vô cớ sự mà làm nhục người ta. Và mày có chuyện đang mày đang xin tao đấy, ta ở Mỹ bốn mươi mấy năm trời, ta tiếng Anh như gió, ta biết nhiều tiếng ngôn ngữ, ta biết tiếng Pháp, ta biết tiếng Đức, ta biết tiếng Tây nữa đó, ta biết tiếng Tàu nữa đó. Mày làm sao bằng ta? Tao á, gia đình ta rất là đại, gia đình ta con năm sáu đứa, bảy đứa, ta học bác sĩ dược sĩ hết, tao có ngu ngốc như mày. Mày thứ tên vô lỗi con đồ lưu manh mất dạy, con Thùy Dương TV mày chỉ có giả thôi. Tại sao mày ngu dữ vậy Thùy Dương TV? Ở đời mày tưởng rằng mày muốn nói sao cũng được, mày ăn hiếp với người Việt Nam thì được. Bộ rặt của mày mà ngu tầng nhất thế giới gian này, mày đặt mày xuống dài ông anh Dũng Lê Phú Dũng sao không làm chính trị, đấu cha mẹ Việt Nam mà nói chính trị cho nó hốt mày luôn. Cái bộ ngu ngốc mà mày đặt làm chính trị, giờ nước người ta có chủ quyền đàng hoàng. Mày biết tổng thống Joe Biden Hoa Kỳ Việt Nam ăn nói lập gỡ ông Nguyễn Phú Trọng để mà làm ăn rồi quốc gia đại sự để mà chống Trung Cộng đó. Tại vì Trung Cộng ngày hôm nay nó lộng hành, thì cho nên đó, ông tổng thống Joe Biden ông về Việt Nam gặp Nguyễn Phú Trọng để mà hai nước cùng nhau đón nắm tay đoàn kết. Nếu trường hợp thằng Trung Cộng nó lộng hành đó, thì bước đầu tiên Việt Nam nó chống lại thằng Trung Cộng. Nước Việt Nam của ta nước nhỏ nhưng mà anh hùng lắm đó, khó mà nước nào mà xâm chiếm lắm. Tại dân Việt ta đồng lòng, hơn nữa nhà ngư đó cũng là người Việt Nam, nhưng mà mi sĩ nhục người Việt Nam của mình. Ngươi không phải không có trái tim, ngươi không có đầu óc, ngươi là bả đạo, cái miệng mi là ống cống đó. Ngươi tệ chứ quá đi Thùy Dương TV à, nghi cốt đi. Ok, hãy lý tính chứ yêu mà soi lại cái mặt ngươi. Như mặt nhà ngư á, tâm ma độc ác bẩn thỉu suối dại người ta, suối dại bà về ăn cất gà. Mày ngươi là con đê tiện ác ôn quỷ sứ Ba Dương, mặt người lòng thú. Tại sao ở Việt Nam người ta đang yên đang lành mày xúi dại người ta lật đổ chính quyền, xúi người ta làm chính trị? Đúng cha mày giỏi mày đi làm chính trị đi, mày Việt Nam mày làm, mày dốc chó mày là con rùa rút đầu, mày là con chích kịnh đó. Ở Mỹ nó nói con chích kịnh là con hèn nhát đó, mày là con chích kịnh đó, mày con gà mái, nói tao bậy quá sàm bả lĩnh, mày nói dốc
chó mày không à. Tại sao mày nói giỏi mày đi làm đi. Mày là con tép riêu, mày không biết mày là ai. Mày ăn tẩu quá, chồng mai mày nó bó xàm bá lĩnh. Tao mà hôm lít á, cái nước cái cha mày mày cũng chết đói luôn á. Mày biết tao là ai không? Mỹ nó nói tao là businessman á. The manager of Home Depot and Too Many People. They said I am the businessman, right? Tao bị xe cộ, bị tai nạn xe cộ. Tao ra ngoài đường, tao sống gọi là giang hồ lãng tử. Tao muốn coi đời như thế nào, chứ làm gì tao không lét. Mất chạy một đôi láo. Tao làm nghề lên xe biển đó. Một ngày tao làm từng là $5,000 đô ra đó. Mày làm sao bằng tao? Con tao học thành bác sĩ, à, dược sĩ, bác sĩ hết. Còn con mọi nhà ngư chưa chắc hơn tao đâu. Mà chưa chắc mày hơn tao đâu. Mày cứ đê tiện, nói dốc, nói gió, nói láo. Mất chạy con đồ. Ta ở Mỹ nè, ta học tiếng Anh như gió, tao như gió. Mày ngu ngốc, mày nhìn đời bằng nước mắt. Mày không biết mày là ai. Mày hãy lấy kính chiếu yêu soi lại cái mặt chó của mày đi. Kính thường không soi được đâu. Con người mày là ngu trần ai. Phật tổ Như Lai cái nói đó. Ngu mà biết mình ngu là chính là mình người khôn. Mình mà mình ngu mà tưởng mình khôn là chính ngươi là chính ngu triền miên. Ngu suốt đời. Ngu từ Việt Nam qua bên Na Uy. Tại sao vậy? Nếu bà con nào mà lên coi YouTube anh Lê Phú Dũng biết được cái con thì Dương TV này, con đê tiện này, khốn nạn lưu manh này, chuyên môn xúi dại chuyện ăn ở thất đức, xúi dại lật đổ chính quyền Việt Nam. Mày giỏi mày đi giờ lật đổ nó cạo được khô mày đó. Mày lấy con đê tiện ngu ngốc khéo bày mà ăn ở thất đức vậy, nói người ta làm cái chuyện không có đúng, không có đúng luật pháp, mà không có đúng cái đạo trời, mà không có đúng cái thiên lý để Việt Nam đó làm ăn đã quen tất cả thế giới bên ngoài rồi, làm ăn kinh doanh buôn bán. Ngày hôm nay ta mở rộng, mở cửa rồi, thì cho nên bà con cũng nhờ cái chỗ đó mà có được no cơm áo máu. Chứ đâu cái dại dột như mày, mày lấu cha mày mất vậy. Mày xúi dại người ta làm chính trị, mày giỏi mày làm đi, mày cũng ruột rút đầu. Con á gì, con á, thì Dương TV, mày hãy nhìn lại cái mặt mày đi. Con người của mi là tâm ma, ác ôn quỷ sứ, không phải con người đâu. Mày không có cái đầu óc, mày không có trái tim. Mày là con thứ chăn bò, chăn trâu, chăn vịt tao đâu lòi ra gì hả? Mày gặp ông cố nậu mày là American Eagle, là đại bàng Hoa Kỳ, thần ứng của Mỹ quốc đó. Tất cả những người Mỹ ở đây á, họ thấy họ khen ta lắm. Nói anh này giỏi, anh có tài, anh có tí. Mày biết không, ta lông xe đông nước xình thôi, mà ta buôn bán kinh doanh nữa. Ta nước ngọt thì ta bán, còn nước suối ta mua cho bà con mọi người được uống free. Còn mua nó, mày mua 5 đồng, tao bán 22 đồng một cái. Mày thấy không, tao có tài không? Hai con đê tiện. I am a businessman. I do a large cabin. I am an owner. 30 years, ok? You are so stupid. You are, mày không có mắt mà không có con ngươi. Mày có lỗ tai mà không có con nhĩ, lỗ nhĩ. Mày không có trái tim. You are cold blood. Mày là máu lạnh đó. Mày đê tiện. Mày tưởng rằng mày ngầu, mày nói để đã đời hơn cái mỏ mày, mỏ nhọn. Mày muốn làm cái bà Nguyễn Thị Phương Hằng ở Việt Nam á, ngầu gửi cái lịch trên con đê tiện. Mày đã phạm pháp luật á. Mày không thể là mày lên TV, mày lên livestream, rồi mày lên YouTube á, mày làm nhục người ta vô cớ sự. Mày là cái tên ngu ngốc. Mày tên là con đồ lưu manh. Mày là cái cha mẹ mày vậy, mày không vậy hả? Luật pháp nó cũng xung tha mày. Nếu mày ở Mỹ này, tao cạo đầu khô mày á. Cái mỏ mày tao giọng một cái cho mày còn răng cứt á. Mày biết không? Cái con đê tiện khốn nạn. Mày mất dạy. Ai cũng được, không liền cho mày ăn cứt. Tại vì mày ngu lắm. Mày ngậm máu phun người. Mày nói láo mà sượt. Mày dễ mà muốn mắc nhục người ta hả? Tao á là đại bàng Hô Kỳ anh Dũng á. Người thật, việc thật. Anh nói á, những gì tai nghe mắt thấy á. Anh nói anh Tân Minh Ngọc á, là một người có trái tim quỷ đại vì tình yêu. Anh này nói đúng, không có sai gì cả. Tao chưa từng gặp mặt người yêu của tao đó. Nhưng mà 7-8 năm nay tao gỡ hơn mấy trăm ngàn đô la đó. Con khốn nạn đê tiện. Tao làm mồ hôi nước mắt của tao, làm đêm làm ngày. Chứ tao làm gì có chuyện đi xin. Mày cứ đê tiện ngầm móc của mày nói láo. Mày bú xẹt mày nói láo. Motherfucker, you lie. You lie. You bitch mouth. You are trouble maker. You are bitch. Ừ. You bitch. Mày là con đê tiện, lưu manh khốn nạn, chuyên môn ăn hiếp người ta. Mày cũng là người Việt Nam á. Giờ người Việt Nam á, mày không thương người Việt Nam. Mày nói là gái cái gì vậy?
mày làm xí nhục người ta đó. Ai nói như này gì mà chịu được không? Tại sao mày ngắm mốc phun người vậy? Người Việt Nam nhau mày thương yêu không hết, mày lại làm nhục người ta. Mày may mắn mày ra nước ngoài, mày ra Na Uy rồi á. Mày phải ăn ở với biết đạo tâm, mày con người chứ. Mày là con thú giọt, mặt người lòng thú. Mày là con đê tiện đi chết đi mày, đi cất đi mày. Muôn đời tướng số này nhục nhã cho mày, muôn đời cha mẹ cũng nhục cho mày. Mày là con tên vô loại bất hiếu. Ta là ông con nậu của mày không? Cha cũng đáng cha mày đó. Ừ, mày biết tao không? Ta là đại bàng Hoa Kỳ. My name American Eagle, là thằng ứng đại của Mỹ. Tao rất là hãnh diện, ta là người Mỹ gốc Việt. Ta hãnh diện, nước Mỹ là nước số 1 cường quốc thế giới. Nước Mỹ là number one. Con người của nhà ngư á, qua thế giới bên ngoài rồi sao ngu ngốc như vậy à? Con thì Dương TV, cái tên ngươi thì đẹp nhưng mà lòng dạ ngươi điên tối, lòng dạ của ngươi xấu xa bị ổi quá, bức nhục là gì cả ha. Nếu mà những lời nhắn nhủ này á, của anh Lê Phú Dũng á, mày lên thành mắt to nên mày coi, ok mày gặp tao là mày gặp tới số mày rồi con. Mày gặp đại bàng Hoa Kỳ á, tao không phải như mày nghĩ. Mày ngu ngốc lắm, mày nói láo. Ta nói thật cho mày nghe á, con ta là dược sĩ bác sĩ, không có ngu ngốc như mày. Tại vì á, hoàn cảnh gia đình tao không hợp, cho nên ta đi xa. Rồi con ta một bài, nhưng mà nè, nó giỏi lắm, nó có tài lắm, nó đi cả thế giới đó. Còn con tao đó, sanh ở Mỹ năm sáu đứa, bác sĩ, dược sĩ, giỏi lắm. Ta hãnh diện là cha của nó đó. Cái duyên đi tiền của cha của ta là giỏi, có tài thì con nó có tài theo. Còn của mày chưa chắc con mày có tài hơn con của tao đâu. Con người của ngươi là đê tiện, vô đạo đức, làm sao mà có con được phước lành chứ. Ông trời có mắt hiếu sinh, ông biết những đứa mà vô đạo như nhà ngươi á, con không chẳng có nên thân gì. Cái mỏ mi á, cái mỏ nhọn, mà nó láo, cái mỏ ngậm máu phun người, cái mỏ mi á, là loài tòi, không biết xấu hổ là gì cả. Hưởng ứng mà nói chuyện tả đời không nhìn thấy gì cả. Mày có mắt mà không có người mày đuôi rồi. Tao đây mà không liếc, tao cười giùm cho nhà ngư đó. Cha mẹ ngư á, xấu hổ cho mày. Ngư á, nuôi mày ăn ống cung thì Dương TV à. Cha mẹ mày chỗ ước cha mẹ nằm chỗ đó à, con nằm. Ngày hôm nay mày ra nước ngoài rồi, mà đầu óc mày á còn ngu ngốc tiền mương vậy. Tại sao mày dành mày ngu hết vậy? Để thiên hạ dành ngu bớt cái chớ. Sao mày ngu như vậy? Đã xấu hổ dùm cho mày quá. Thì Dương TV à, tôi thưa quý vị bà con, người nào mà cha mẹ của con Thì Dương á, nên dạy con Thì Dương lại. Con là con bất hiếu, con này con đòn độn, con này là con ngu ngốc tên đời này. Đã ra thế giới bên ngoài thế kỷ 21 rồi mà sao mày ngu như vậy? Mày xúi dạy người ta lật đổ chính quyền, mà xúi dạy người ta là làm chính trị. Mày giỏi mày đi làm đi, mày con rùa rút đầu. Mày là con chích kình, nó láo, bú xẹt. Mày biết ở Mỹ này nhờ tổng thống Hoa Kỳ của ta đó, đi về Việt Nam mới vừa rồi gặp Nguyễn Phú Trọng đó, để mà làm ăn kinh doanh, mà làm ăn á, bắt tay giao quà, để mà những gì bạn bè với nhau á, cần giúp đỡ khi mà có lỡ có chuyện gì xảy ra, bất kể ngoại lai nào mà tấn công hay ăn hiếp mình á, có bên Mỹ cũng là người đàn anh á, giúp đỡ cho Việt Nam ta, cũng nhờ Mỹ nó mở cửa cho ngày hôm nay Việt Nam mình á, thịnh vượng phú cường, bà con cũng được no cơm ấm áo. Mình rất là cảm ơn nước Mỹ và cảm ơn Việt Nam đã làm ăn bên nước ngoài đã được bà con no cơm ấm áo, và biết ơn chính quyền Việt Nam của mình. Tại sao mà ngươi cũng xúi dạy làm bậy tầm bạ? Mày xúi dạy người ta ở Việt Nam ta hiện tại không biết cách gì hết, mày xúi dạy cho người ta vô tù hả? Mày giỏi mày xúi dạy cha mày để làm chính trị đi. Mô Phật, con này còn sắp giữa hết rồi. Xin cầu chúc cho bạn bè năm châu bốn biển lời cầu chúc chân thành, mạnh khỏe, ngủ ngon. Và nên hãy coi cái con Thì Dương TV này, cái con khốn nạn lưu manh suối bà về ăn cất cả tiệt. Mô Phật, con này rồi tòi rồi xấu hổ, bức nhục là gì cả. Mẹ kiếp mày, mày gặp tao ở bên này tao một giá cái mỏ mày cho mày ăn cất. Bye bye, chào quý vị, chúc quý vị sức khỏe. Tôi rất bức xúc cái con đê tiện này dám lần nhục tôi á, con cái nên cửa nên nhà không tệ bạc như con đê tiện nó láo đâu. Mà bên Na Uy mà xó bên Mỹ mà bịa chuyện nó láo được hôm lết. Ta nói nhà ngươi biết không, năm xưa ông tổng thống ông vua là vua Gia Long á cũng bị xa cơ thất đấy.